Từ cuối năm 2019, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã chính thức cầm quân tại Indonesia, nhưng chưa một lần đưa đội tới bục vinh quang. Dẫn dắt không chỉ đội tuyển quốc gia mà cả các đội trẻ, Shin Tae-yong đã thể hiện sự kiên nhẫn và tận tâm với bóng đá Indonesia. Điểm sáng gần nhất của ông là dẫn dắt U23 Indonesia đến trận chung kết giải U23 Đông Nam Á, nhưng lại không thể vượt qua U23 Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Indonesia, PSSI, đã không tiếc lời khen ngợi ông, so sánh ông với nhân vật Tony Stark, vì những đóng góp không thể phủ nhận của ông cho bóng đá nước nhà. Trong khi đó, thành công của bóng đá Indonesia gần đây nhất là ngôi vô địch SEA Games 32, nhưng dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Indra S. Jaffri, không phải Shin Tae-yong. PSSI nhấn mạnh rằng, dù huấn luyện viên Shin Tae-yong chỉ bắt đầu tham gia các giải quốc tế từ năm 2021 do tác động của đại dịch COVID-19, ông đã góp phần đưa đội tuyển Indonesia tăng 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA trong vòng 2 năm qua, từ vị trí 175 lên 145. PSSI khẳng định rằng sự tăng trưởng này là minh chứng cho quá trình làm việc chăm chỉ và có phương pháp của huấn luyện viên Shin Tae-yong, và kêu gọi người hâm mộ bóng đá nước nhà hãy tiếp tục đặt niềm tin vào con đường mà ông đang xây dựng cho đội tuyển.